Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với các sở ngành để điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Dự buổi làm việc còn có các đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước, tác động tiêu cực tới các hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân, ảnh hưởng lớn tới việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhất là trong 6 tháng đầu năm nay. Trước những khó khăn thách thức, tỉnh Yên Bái đã chủ động triển khai đồng bộ, linh hoạt, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đồng thời hỗ trợ để các đơn vị, doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội. Với sự nỗ lực của các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, sự ủng hộ của nhân dân, kinh tế xã hội của tỉnh vẫn duy trì và đạt được những kết quả quan trọng. Bên cạnh những kết quả đạt được, theo dự ước kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2021, dự báo có những khó khăn. Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và số liệu dự báo kết quả thực hiện 6 tháng cuối năm và cả năm của các sở ngành địa phương và số liệu tổng hợp dự báo tốc độ tăng trưởng cả năm 2021 của Cục Thống kê tỉnh, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất hai phương án tăng trưởng. Theo đó, phương án 1, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2021 đạt 6,65%, thấp hơn 0,65% so với kế hoạch đề ra. Phương án 2, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2021 đạt 7,3%, đạt 100% kế hoạch đề ra. Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện các sở ngành đã thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để thống nhất phương án tăng trưởng năm 2021 cũng như dự kiến năm 2022. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh, mặc dù có nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, có nhiều tác động đến sự phát triển, đời sống nhân dân, song Yên Bái vẫn quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu với mục tiêu cao nhất về phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành, các địa phương không được nhụt chí, buông xuôi, bởi qua đánh giá 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu phát triển kinh tế của tỉnh vẫn có sự tăng trưởng, như thu ngân sách vẫn tăng 20%, các khoản thu từ đất tăng. Dự kiến từ giờ đến cuối năm có thêm 2 nhà máy thủy điện hoàn thành và phát điện. Một số doanh nghiệp sản xuất và chế biến vẫn duy trì. Các lĩnh vực dịch vụ, giáo dục, y tế, nông nghiệp, công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng có chiều hướng tăng. Do vậy, các ngành cần tính lại con số thực, bổ sung thêm các lĩnh vực để bù đắp các khoản còn thiếu hụt. Phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2021 tỉnh Yên Bái theo phương án 2, với mục tiêu dao động 7% hoặc cao hơn. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế khác vẫn bám sát kế hoạch đề ra. Về các giải pháp cũng như dự kiến điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch một số lĩnh vực như thu ngân sách, lĩnh vực đầu tư công. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận đề xuất, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, 7 tháng đầu năm số thu của Yên Bái vẫn có mức tăng trưởng. Tuy nhiên, trong bối cảnh chung nhiều khó khăn của 5 tháng cuối năm thì chúng ta phải có nỗ lực và quyết tâm cao hơn. Về tổng thể đặt mục tiêu là phải đạt dự toán Trung ương giao với số thu là 2.564 tỷ đồng hoặc cao hơn. Năm 2022, dự kiến công tác thu giữ như năm 2021. Về lĩnh vực đầu tư công, từ đầu năm đến nay, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, tỉnh đã quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo tiến độ xây dựng các công trình, dự án trọng điểm. Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch đầu tư công và tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản vẫn còn một số hạn chế, như công tác giải phóng mặt bằng, một số dự án chưa đáp ứng được tiến độ thi công, tiến độ giải ngân chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân và các sở ngành có liên quan cần nghiên cứu tham mưu sớm điều chỉnh cơ cấu vốn của một số chương trình dự án cho phù hợp, có ngay các giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công với mục tiêu cao nhất. Thưa quý vị và các bạn, sinh ra và lớn lên ở thôn Vàng Ngần, xã Suối Quyền, anh Triệu Văn Lý đã chứng kiến những khó khăn vất vả trong đời sống người dân. Gần 30 năm tham gia làm công tác xã hội, anh luôn nỗ lực hết mình góp phần vào sự đổi thay của bản làng, được bà con tin yêu kính trọng. Hôm nay, đồng bào giao thôn Vàng Ngần, xã Suối Quyền lại tổ chức khai thác rừng quế tập thể để lấy kinh phí làm 2,3 km đường giao thông còn lại. Chỉ 30 cây quế, nhân dân đã thu về trên 85 triệu đồng. Đây là thành quả của các thế hệ người giao Vàng Ngần gây dựng suốt 40 năm. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ về định canh định cư và phát huy truyền thống của các thế hệ, những năm qua, trưởng bản Triệu Văn Lý đã vận động nhân dân tích cực chăm sóc, mở rộng diện tích quế. Những rừng quế không chỉ giúp đồng bào giao nơi đây có cuộc sống khấm khá,
mà còn giúp bà con vượt qua khó khăn của thiên tai, bão lũ. Nghe trưởng thôn tuyên truyền cho bà con thì nay bà con vẫn ai cũng có quý, ai cũng được thu nhập, giảm được mấy hộ nghèo rồi, chục hộ rồi. Và bây giờ mấy năm nay thì ổn định khá khá rồi. Anh Lý là cũng là một người là trưởng thôn thì cũng là đợt bão lũ vừa rồi năm 2018 ấy, thì đường giao thông các thứ thì cũng bị lấp hỏng hết, thì vận động bà con là bóc quế tập thể, xong là thuê máy xúc đào các tuyến đường trong thôn bản, một tuyến là vào đường chính, tuyến là vào đường đồng, vào ruộng ấy, cũng làm khơi thông hết các tuyến đường thì phục vụ bà con nhân dân đi lại thuận tiện. Bây giờ phát triển kinh tế thì cũng ổn định. Cơn bão số 7 năm 2018 đã làm cả bản Vàng Ngần tan hoang đổ nát. Thôn có 9 hộ bị mất nhà cửa hoàn toàn, hàng chục hộ khác có nhà bị ảnh hưởng hoặc hoa màu, rừng quế sạt lở, bị lũ cuốn trôi. Trước tình cảnh khốn khó, trưởng thôn Triệu Văn Lý đã cùng cấp ủy chính quyền địa phương vận động nhân dân đoàn kết tương trợ lẫn nhau. Trên 1.000 mét vuông đất được hiến, hàng ngàn ngày công tương trợ giúp nhau san tạo mặt bằng, dựng lại nhà cửa và khôi phục hệ thống giao thông thủy lợi. Thấm thía nỗi vất vả khi giao thông cách trở mỗi khi mưa lũ về. Nên ngay khi có chủ trương làm đường giao thông nông thôn và làm giao thông đặc thù, anh Lý đã kiến nghị chính quyền và vận động nhân dân đóng góp ngày công, tiền mặt và vật liệu để làm đường. Chỉ trong 2 năm 2020-2021, nhân dân trong thôn đã làm được 5,5 km đường giao thông, trong đó 2,3 km đường trục chính, còn lại là đường đặc thù. Quyết tâm của trưởng bản cùng nỗ lực của nhân dân đã giúp hệ thống giao thông Vàng Ngần cơ bản được cứng hóa. Đồng chí trưởng thôn thì thường xuyên vận động tuyên truyền cho bà con nhân dân ở đây, thì đến họp hàng tháng, hàng quý thì rất là tích cực tuyên truyền cho bà con, thì bà con nhận thức ra thì mình vùng sâu vùng xa thì có cần phải có một tuyến đường đi lại thuận tiện. Nhân dân ở đây thì rất là hăng hái say sưa và đóng góp ngày công để làm tuyến đường đặc thù của thôn Vàng Ngần, xã Sức Huyền mình. Là người trẻ tuổi nhiệt tình, anh Lý luôn có ý thức trách nhiệm cao trong mọi công việc, trong mọi hoạt động, anh luôn theo dõi giúp bảo vệ của công, hỗ trợ hướng dẫn nhân dân làm ăn hiệu quả. Từ việc huy động nhân dân lao động tập thể, giúp các hộ gia đình khó khăn đến làm mương, sửa đường, anh Lý đều gương mẫu đi đầu. Đặc biệt, anh luôn biết huy động sức mạnh tập thể, phát huy tinh thần đoàn kết, tính cộng đồng, bản sắc của đồng bào giao để làm việc hiệu quả. Phát huy dân chủ trong mọi hoạt động và công khai minh bạch các khoản thu chi, huy động đóng góp nên anh đã tạo được lòng tin của nhân dân. Anh Lý thì đã vận động người dân thì rất tốt. Bây giờ riêng thôn mình là còn làm hợp tác quế, nhưng mà còn thôn khác thì cũng có, nhưng mà thôn mình cũng vẫn duy trì rất tốt. Và đồng chí Lý là làm một chủ thôn ở đây là quản lý và trách nhiệm là lãnh đạo của người dân thì rất tốt. Sinh năm 1972 tại xã vùng cao Suối Quyền, huyện Văn Chấn. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Lý đã phải lỡ dở việc học hành. Tuy nhiên, với ý chí nghị lực của người thanh niên ham học hỏi, anh Lý đã quyết tâm rời bản làng đi học bổ túc văn hóa để trở về giúp sức xây dựng quê hương. Nhận thức ý nghĩa của việc học văn hóa đối với mỗi người dân, từ lúc làm công tác đoàn đến bí thư chi bộ, trưởng thôn, anh Lý luôn quan tâm động viên nhân dân đi học xóa mù chữ và tạo điều kiện cho con em đi học đầy đủ. Thông qua việc xây dựng các quy ước, hương ước về giữ gìn bản sắc văn hóa, tạo điều kiện học tập cho con em mà Vàng Ngần đã không còn người mù chữ, tỷ lệ học sinh theo học trung học thông luôn ở mức cao. Tôi thấy được cái con người lãnh chỉ đạo của thôn bản thường xuyên cũng nêu cao cái tinh thần trách nhiệm, là người đứng đầu và gương mẫu cho tất cả, là thứ nhất từ là các thành viên trong gia đình, thứ hai nữa tuyên truyền đến tất cả trong thôn bản, tất cả các hộ gia đình cũng phải tuân thủ và học tập đấy, làm theo là cái công việc tôi đã nghiên cứu ra mà để triển khai đến từ thành viên gia đình và tất cả trong thôn bản. Tôi thấy
cái công việc hàng ngày mình làm phải là chấp hành, gương mẫu để người dân học tập và làm theo. Gần 30 năm vác tù và giúp nhân dân Vàng Ngần, anh Triệu Văn Lý đã nêu gương sáng về tinh thần tận tụy, dám nghĩ dám làm cho nhân dân, vận động nhân dân giữ gìn bản sắc văn hóa, đẩy mạnh phát triển kinh tế. Bản thân anh và gia đình luôn sống giản dị, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Mặc dù đang sở hữu gần chục hecta quế, trị giá cả chục tỷ đồng, nhưng anh chưa bao giờ bằng lòng với bản thân. Tấm bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 và những bằng khen giấy khen của các cấp là động lực thôi thúc anh phải cố gắng cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế xã hội của quê hương, đất nước.